Thưa quý vị, Ban Liên lạc cựu học viên khóa D6, Học viện An ninh Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày tựu trường Công an Trung ương, đây là Học viện An ninh Nhân dân. Sau khi tốt nghiệp trường Công an Trung ương, đây là Học viện An ninh Nhân dân. Các học viên D6 của nhà trường đã có quá trình công tác cống hiến liên tục cho sự nghiệp cách mạng, giữ nhiều cương vị quan trọng khác nhau của Đảng và ngành công an, đóng góp nhiều công sức trí tuệ vào quá trình xây dựng trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị của đất nước. Tại buổi họp mặt đoàn cựu học viên khóa D6 Học viện An ninh Nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đoàn cựu học viên đã trao nhau những món quà lưu niệm. Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương đặt vòng hoa tại tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu ở huyện Đất Đỏ.